Tối 7 tháng 3, Mỹ Tâm vừa có một buổi livestream trò chuyện với khán giả để thông báo về tin vui của mình trong tháng 4 tới. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 4, phim tài liệu tri âm sẽ chính thức được ra mắt. Đây là lần đầu Mỹ Tâm làm phim, nên nữ ca sĩ mong muốn có những cảm xúc đặc biệt. Lê Dương Bảo Lâm cũng bất ngờ vào xem livestream của thần tượng. Đáng nói, anh còn để lại lời nhắn đầy tha thiết về chuyện mời Mỹ Tâm tham gia 2 ngày 1 đêm. Nam nghệ sĩ viết, chị Tâm ơi, chị tham gia 2 ngày 1 đêm một lần được không? Em năn nỉ chị luôn, mọi người thuyết phục chị phụ Lâm với. Mỹ Tâm cũng phải bật cười và ôm mặt đầy bất lực khi đọc được dòng bình luận này. Nữ ca sĩ cho biết cô đã nhận được những lời nhắn nhủ của dàn ca sở mùa 1, tuy nhiên vẫn còn phân vân vì sợ làm khách mời sẽ bị hành tơi tả. Mỹ Tâm phản hồi lời mời của Dương Lâm, chào Lâm nha, hôm trước chị có xem các bạn nói về việc mời chị rồi, nhưng chị tưởng tụi em quay xong hết rồi chứ, vẫn còn luôn hả? Em đừng nói là đợi đến khi nào chị tham gia mới thôi nha. Nói vậy thôi chứ để chị xem đã. Nghe nói các bạn hành khách mời dữ lắm làm chị cũng đang phân vân. Cảm ơn em Lâm nhiều nha, chúc em nhiều sức khỏe và niềm vui. Cùng với sự tích cực kêu gọi tham gia chương trình truyền hình thực tế của đàn em, cũng như của các khán giả, Mỹ Tâm chỉ trả lời ngắn gọn, cũng được. Trước đó, ở mùa 1-2 ngày 1 đêm, Trường Giang đã công khai gửi lời mời đến giọng ca Hẹn Ước Từ Hư Vô. Mỹ Tâm ơi, nếu mà em có xem được clip này, anh hy vọng em sẽ nhận lời tham gia chương trình này. Bởi sự nhận lời của Mỹ Tâm sẽ tiếp thêm năng lượng anh em ở đây. Và anh em ở đây cũng hứa vì Mỹ Tâm mà chơi hết mình hơn tất cả mọi thứ. Lê Dương Bảo Lâm cũng có cùng mong muốn với Trường Giang. Ở Trạng Huế, anh đã từng một lần bày tỏ ước nguyện này. Nam nghệ sĩ còn thể hiện một đoạn nhạc chế để gửi lời mời đến thần tượng. Chị Mỹ Tâm luộc rau, chị Mỹ Tâm mỉm cười, chị Mỹ Tâm của em, hãy tham gia đi nào. Chúng ta cùng chờ xem, liệu Mỹ Tâm có xuất hiện vào mùa 2 của 2 ngày 1 đêm không nhé?